Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh tin tức của Sóng TV. Các bạn thân mến, tin vui từ Israel, quân đội Việt Nam muốn mua 3 tổ hợp phòng không Barak 8 70-150 km. Các bạn thân mến, Việt Nam từ trước đến nay chủ yếu trang bị cho quân đội của mình các vũ khí và trang thiết bị quân sự do Nga chế tạo và sản xuất. Tuy nhiên, thì trong những năm gần đây, nước ta đang có xu hướng đa dạng hóa nguồn cung thông qua một số những hợp đồng mua bán vũ khí với Mỹ, Hàn Quốc, đặc biệt phải kể đến là quốc gia Trung Đông, Israel. Mới đây, dù lúc Việt Nam đang đặt khá nhiều sự quan tâm tới vũ khí Nga, thì một thông tin cực hot đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đó chính là việc Việt Nam sẽ mua 3 hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá nửa tỷ đô la Mỹ của Israel. Đó là loại vũ khí gì, sức mạnh của nó tối thượng ra sao, và liệu rằng đây có phải là minh chứng rõ nét cho việc Việt Nam đang muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga hay không? Câu trả lời sẽ có cho tất cả các bạn ngay sau đây. Tờ báo Haaretz của Israel đã cho biết vào tháng 9 tới đây, một phái đoàn cấp cao từ Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến thăm quốc gia Trung Đông này với tư cách là khách hàng của Israel Aerospace Industry, viết tắt là IAI, nhằm thúc đẩy quá trình mua sắm 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, sự quan tâm của Việt Nam dành cho Barak 8 đang là một thông tin đáng lo ngại đối với một công ty quốc phòng khác của Israel có tên là Advanced Defense Systems. Bởi vào năm 2015, Việt Nam đã mua hệ thống phòng không Spider của Israel với giá là 600 triệu đô la Mỹ. Thương vụ quân sự được cho là lớn nhất từ trước tới nay giữa Việt Nam và Israel. Gần đây, Israel cũng đã cố gắng đàm phán với không quân Việt Nam nhằm thuyết phục Việt Nam mua thêm tổ hợp phòng không Spider. Thế nhưng, tất cả những nỗ lực của Israel đều trở thành công cốc khi mà Việt Nam ưu tiên IAI lắp đặt hệ thống phòng không Barak và chuẩn bị cho một hợp đồng mua bán vũ khí lớn thứ hai giữa hai nước từ trước tới nay. Mặc dù phía Việt Nam chưa chính thức lên tiếng xác nhận, thế nhưng, nếu như thông tin Việt Nam sẽ mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 của Israel là đúng, thì chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam đã thực sự thay đổi chiến lược quân sự khi đã nghiêng hẳn về quốc gia Trung Đông trong việc trang bị vũ khí cho quân đội. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang muốn giảm bớt phụ thuộc vào vũ khí Nga? Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Israel nhận thấy đây là một tín hiệu đáng mừng. Bởi vì sao? Trong 15 năm qua, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Israel, dù cho Bộ Quốc phòng Israel từ chối cung cấp số liệu bán hàng cho Việt Nam. Thế nhưng, các chuyên gia trong ngành đã luôn tin rằng Israel đã đạt được các thỏa thuận với Việt Nam trị giá lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ thông qua những thương vụ mua bán vũ khí giữa hai quốc gia từ trước cho tới nay. Và tất nhiên, sự quan tâm của Việt Nam đối với Israel và mong muốn mua thiết bị quân sự của Israel là có cơ sở. Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới có kinh nghiệm chiến đấu thực tế và trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Một trong số đó thậm chí còn vượt qua trình độ của Hoa Kỳ, siêu cường quốc quân sự mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh cũng như sự hiện đại đang dần được khẳng định trong hầu hết các loại vũ khí do Nga chế tạo. Tuy nhiên, nhìn vào thực tại của nước Nga hiện nay, vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine chính là vấn đề lớn nhất khiến cho Việt Nam phải đẩy mạnh việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí ngoại trừ Nga. Chúng ta biết rằng, Việt Nam bắt đầu đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng trong việc mua vũ khí từ Nga kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đặc biệt phải kể đến các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga sau khi Nga xâm lược Ukraine sẽ khiến Việt Nam ngày càng khó tiếp tục nhập khẩu vũ khí từ Nga hơn, và bởi lẽ sẽ có những trở ngại về mặt kỹ thuật và tài chính khiến cho Nga không thể tiếp cận được với một số bộ phận và linh kiện nhập khẩu cần thiết cho việc sản xuất vũ khí của mình. Trong khi các ngân hàng lớn của Nga đã bị loại khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu SWIFT, khiến cho hai bên khó có thể giải quyết được những khoản thanh toán. Nếu như cứ tiếp tục mua vũ khí từ Nga sẽ khiến cho Việt Nam có thể phải chịu các lệnh trừng phạt tiềm tàng, chẳng hạn như đạo luật ứng phó với các đối thủ thông qua trừng phạt CAATSA vào năm 2017 của Washington. Do đó, nhiều khả năng Việt Nam sẽ đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào vũ khí của Nga trong tương lai. Ngoài các vấn đề nêu trên, quan hệ ngày càng chặt chẽ của Nga với Trung Quốc cũng sẽ là một nguồn rủi ro khác mà Việt Nam cần phải lưu tâm.
nếu như xét đến trường hợp tình hình tranh chấp Biển Đông ngày càng phức tạp, việc đưa ra các kế hoạch nhằm giảm phụ thuộc vào vũ khí của Nga sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với Việt Nam. Tất nhiên là điều này sẽ cần phải được thực hiện theo từng giai đoạn đồng bộ. Việc loại biên các nền tảng cũ của Nga với việc mua sắm các nền tảng mới từ các nhà cung cấp khác. Trong quá trình này, ngoài việc nâng cao năng lực sản xuất vũ khí trong nước, việc tăng cường hơn nữa quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp thay thế tiềm năng cũng sẽ giúp cho Việt Nam quản lý tốt hơn các nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập vũ khí của mình. Và việc bắt tay với Israel chắc chắn sẽ là một bài toán thông minh mà Việt Nam cần phải cân nhắc. Chúng ta cũng trở lại với thương vụ mua sắm 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 giữa Việt Nam và Israel. Chúng ta có thể thấy từ trước tới nay, Việt Nam luôn cẩn trọng suy xét và tính toán kỹ lưỡng trước khi gật đầu đồng ý ký kết một hợp đồng vũ khí quân sự đắt giá. Do đó, một điều mà không ít người đang rất quan tâm ngay lúc này, đó chính là sức mạnh của loại vũ khí này thực sự tối thượng ra sao? Liệu rằng Barak 8 có phải là một lựa chọn hoàn hảo cho quốc phòng Việt Nam hay không? Các bạn thân mến, Barak 8 là một loại tên lửa đối không với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ DRDO và Công ty Hàng không Vũ trụ Israel IAI hợp tác phát triển. Hiện tại nó có hai phiên bản là Barak dùng cho hải quân và Barak dùng cho đất liền. Không rõ là Việt Nam của chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản nào để đưa vào biên chế. Thế nhưng, dù là phiên bản dùng trên bộ hay là dùng trên các trang bị tàu tuần tra săn ngầm, miễn là được đưa về Việt Nam thì chúng đều tốt cả. Bởi lẽ, khi nói đến Barak 8, giới chuyên gia quân sự đều phải đánh giá rằng đây chính là tổ hợp phòng không nguy hiểm và độc đáo nhất thế giới. Ở thời điểm tồn tại, Barak 8 có thể coi là tổ hợp tên lửa phòng tầm trung, vừa là tổ hợp phòng không tầm xa khi có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 2, tầm bắn tối đa ban đầu là 70 km, dần dần được cải biến để nâng lên tới 90 km, và hiện tại con số này đã vượt trên mức 100 km. Bán kính tác chiến có thể nói là tương đương với S-300 mà Việt Nam đang sở hữu. Về cơ bản, tên lửa có chiều dài 4,5m, đường kính rộng 0,225m ở đầu đạn và 0,54m ở khu vực mang nhiên liệu phóng. Mỗi tên lửa Barak 8 có sải cánh rộng 0,94m và có khả năng mang theo 60kg đầu đạn, một con số không phải dạng vừa. Chúng ta cùng xem điểm độc đáo của loại vũ khí này, đó chính là động cơ của tên lửa Barak, là sự kết hợp giữa động cơ tên lửa và hệ thống vector lực đẩy, cho phép chúng có quỹ đạo bay cực kỳ cơ động với giải tốc độ cao. Hệ thống radar cung cấp phạm vi phủ sóng lên tới 360 độ và có khả năng tiêu diệt một tên lửa đang bay với các tàu khoảng 500 mét. Và điều này có nghĩa là một dàn tên lửa Barak có khả năng bao phủ một khu vực rộng lớn gấp 3 lần so với các loại tên lửa phòng không hiện đại nhất mà Mỹ đang sở hữu. Ngày nay, cấu hình trên đất liền của tên lửa Barak 8 bao gồm một hệ thống chỉ huy và điều khiển radar theo dõi tên lửa và hệ thống phóng di động. Mỗi bệ phóng sẽ có 8 tên lửa như vậy trong 2.000 xếp và được phóng theo cấu hình ổn định. Hệ thống này cũng được trang bị một bộ dò tần số vô tuyến RF tiên tiến, một biên chế IO với tầm bắn mở rộng của Barak 8 cũng đang được phát triển nhằm tăng tầm bắn tối đa của tên lửa lên đến 150 km. Và chúng được thiết kế nhằm chống lại nhiều mối đe dọa. Ngoài tầm nhìn, Barak 8 IO có khả năng phóng thấp, được hiểu là vẫn giữ nguyên hệ thống dẫn đường, hệ quán tính lái tự động và dẫn đường cho người tìm kiếm bằng radar chủ động như Barak 8. Mặc dù có một số sửa đổi với phần mềm và bề mặt điều khiển và khả năng tên lửa, nếu như Việt Nam chúng ta lựa chọn Barak 8 IO thì đây chắc chắn là một quyết định đúng đắn khi mà nó có thể tiến tới thay thế vai trò tác chiến của tổ hợp S-300 đang nằm trong biên chế của quân đội Việt Nam. Bởi vì trên thực tế, tầm tác chiến của S-300 Việt Nam cũng chỉ dừng ở mức 120-150 km. Ngoài ra, khả năng tác chiến của S-300 cũng bị đặt dấu hỏi khi mà không có hiệu quả tại Syria và cái cách S-300 của Ukraine bị phá hủy cũng khiến cho Việt Nam có thêm lựa chọn. Cho nên, vì Việt Nam lựa chọn Barak 8 để đưa vào biên chế thay cho S-300 là hoàn toàn hợp lý. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ gì nếu như Việt Nam sở hữu được hệ thống phòng không Barak 8? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.